tiếp tục là một mảnh vườn phải nói là siêu đẹp luôn quý anh chị nhé. Tổng diện tích của mảnh vườn này là 4,8 hecta Sổ sách chính quy của mình đã được cấp là 4,5 hecta mọi người nhé. Vị trí của mảnh vườn này thì trực thuộc tại thôn 8 xã Đắc Búc So thuộc huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông nha quý anh chị. Với cái tổng diện tích bác chủ đã vào sổ là 4,5 hecta và diện tích sử dụng ở bên ngoài của mình là 4,8 hecta Thân đất của mình thì triền nhẹ, chất đất đỏ ba gian, tơi xốp không sỏi đá quý anh chị này Đường xá đi xung quanh, lưu thông trên cái mảnh vườn của mình thì bác cha chủ đã làm rất là bài bản hết rồi Với cái tổng diện tích này thì bác gia chủ đã trồng được 1.000 trụ hồ tiêu kinh doanh ổn định như thế này mọi người nhé Trong đó có thêm 3.000 cây cà phê Đấy, một nguồn thu rất lớn luôn mọi người này Đặc biệt là mảnh vườn của mình thì khuất gió hoàn toàn 100% luôn mọi người nhé 1.000 trụ hồ tiêu kinh doanh và 3.000 cây cà phê, có khoảng 4 5, 10 cây sầu riêng Thái Lan nữa mọi người ạ. Mình có ao hồ riêng mọi người nhé, có ao hồ riêng và bám suối lớn ở khu vực phía bên dưới. Một mảnh vườn nguồn thu chủ đạo là cà phê và sầu riêng. Nói chung mảnh vườn này cô chú quý anh chị vào là ngất ngây luôn quý anh chị nhé. 4,8 hecta. Thì trong đó đã trồng được khoảng 3,8 hecta mọi người nhé Còn lại 1 hecta là bác gia chủ đang để à, trống mọi người Đang trồng cây chanh dây mọi người nhé Và hiện tại thì à, chanh dây cũng đang cho thu bói rồi Đấy, Cà phê kinh doanh như thế này là tổng 3.000 cây mọi người này Hồ tiêu là 1.000 cây Có trồng trên trụ gỗ và trồng trên trụ sống Đều đẹp hết như thế này luôn mọi người nhé Đấy, Hồ tiêu thì à, bác chủ trồng trên trụ sống này bác để cao tầm khoảng 4 mét rưỡi mọi người ạ, rất là đẹp luôn. Mảnh vườn khuất gió hoàn toàn. Trong đó 3.000 cây cà phê là trái đều như thế này hết mọi người nhé. Một tràn cà phê cực vip luôn. Giống cà phê tr 4 nha quý anh chị. Hồ tiêu năm nay cũng hứa hẹn một năm rất là được mùa luôn. Với 1.000 trụ hồ tiêu này thì bác gia chủ đang ước tính ít nhất là rơi vào tầm khoảng 3,5 tấn mọi người này Ít nhất là 3,5 tấn mọi người nhé Bác gia chủ có bảo là cái mảnh vườn của mình rơi vào đâu đó khoảng 1.200 cho đến 1.300 trụ mọi người ạ Nhưng mà cái số lượng đang đẹp như thế này này là bác chủ tính khoảng 1.000 trụ thôi là đều đẹp hết như thế này Còn cái số lượng 2-300 trụ kia thì bác không tính đến tại vì nó cũng không được đẹp mọi người nhé Chỉ còn lại khoảng 1 trụ là đẹp như thế này trong đó có thêm 3.000 cây cà phê kinh doanh Đấy, Rất là đẹp luôn, một mảnh vườn khuất gió hoàn toàn Và từ đây cô chú quý anh chị mình di chuyển ra trục đường tỉnh lộ 686 Con đường huyết mạch nối liền các tỉnh miền Nam Thì rơi vào đâu đó khoảng 5km mọi người nhé Và quý anh chị mình di chuyển Di chuyển đến con đường bê tông Là chỉ tầm khoảng 300m thôi mọi người này Sổ sách của mình là có hiển thị trên sổ luôn mọi người nhé. Đường xá có hiển thị trên sổ luôn. Đó, thân đất của mình rất là triền đẹp và khuất gió thì hoàn toàn 100% luôn mọi người nhé. Cây trồng gồm có 3.000 cây cà phê kinh doanh, 1.000 trụ hồ tiêu cũng đang cho thu chính mọi người này. Đường ống thì bác sẽ chủ chôn và lắp đặt hết trên mảnh vườn của mình luôn rồi. Trên 4,8 hecta này thì có một hecta là bác gia chủ đang để trống để trồng hoa màu và cải tạo trồng lại cà phê mọi người nhé. Một mảnh vườn vườn với nguồn thu nhập rất là ổn định luôn. Với cái diện tích này thì bác gia chủ đang mong muốn bán thời điểm hiện tại là 3 tỷ 800 triệu mọi người nhé. Cho tổng diện tích nguyên lô 4,8 hectare. Đấy, cực đẹp cho quý anh chị mình một lô đất vườn cũng khá là gần các trung tâm tiện ích mọi người này chỉ cách khoảng 3 km thôi là trung tâm tiện ích trường học cũng như là chợ hành chính nói chung mảnh vườn này quý anh chị mua vào là thu hoạch trong vòng khoảng 3 tháng nữa thôi quý anh chị này là mình sẽ bước vào thu hoạch Đây, ở cái đường xuống mảnh vườn của mình thì bác chủ bác chia cái mảnh vườn của mình làm 3 phần mọi người nhé ba cái con đường ngang như thế này này hiện tại trên mảnh vườn của mình thì có một cái chòi tạm nói chung cái chòi chòi tạm thôi mọi người ạ chòi chòi gỗ để uh, cho bác chủ đi làm vườn thì có chỗ trú nắng trú mưa Đấy, rất là đẹp một mảnh vườn phải nói cực đẹp luôn đây là cái chòi của bác chủ làm mọi người nhé nói chung cái chòi tạm thôi mọi người ạ nói chung cái mảnh vườn này quý anh chị mua vào để uh, làm nhà ở cũng được này tại vì mình kéo điện vào thì mất tầm khoảng uh, 300 trăm mét thôi mọi người cỡ 300 m mét là mình có điện rồi và khu đó cũng dân cư hiện hữu khá là đông rồi mọi người nhé Cũng là trục đường bê tông Đây là cái khu vực hồ nước tưới của mình mọi người này Mình có một cái hồ nước tưới rất là lớn luôn Và phía bên ngoài thì mình có bám suối chảy Quanh năm không bao giờ cạn nữa Đấy khuất gió tuyệt đối luôn mọi người này Nguồn thu của mảnh vườn này là cà phê và hồ tiêu Có sen canh được khoảng 5-60 cây sầu riêng Thái Lan Cũng đang cho thu trái luôn mọi người nhé Cây trồng gồm có 3.000 cây cà phê kinh doanh, 1.000 trụ hồ tiêu thu chính và có 5 đến 60 cây sầu riêng là đang cho thu trái mọi người ạ. Mảnh vườn của mình thì trực thuộc tại thôn 8 xã Đắc Búc So thuộc huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông. Đấy khu vực này thì quý anh chị khỏi cần nghỉ ngợi đến chuyện nước tưới của mình luôn nhé. Nước tưới bao la thoải mái luôn rồi. Hồ tiêu thì à, năm nay hứa hẹn một năm được mùa luôn quý anh chị từ mảnh vườn này cứ anh chị di chuyển ra đường tỉnh lộ 686 là mất khoảng trên dưới 4 km thôi mọi người nhé. Là đường tỉnh lộ 686. Và mình di chuyển ra trục đường bê tông, đường liên xã là mất khoảng 300 m thôi mọi người này. Nói chung khu này dân cư phân bố khá là đông rồi. một mảnh vườn phải nói là nguồn thu bao đẹp cho quý anh chị mình luôn. 70 cây sầu riêng. Đang cho thu trái luôn mọi người ạ. Đấy một thân đất triền nhẹ Chất đất đỏ ba gian tơi xốp không sỏi đá Đặc biệt là khuất gió hoàn toàn luôn mọi người nhé Mảnh vườn trực thuộc tại thôn 8 xã Đắk Bốc So thuộc huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông với tổng diện tích là 4,8 ha và mình đã được vào sổ là 4,5 ha. Giá trị sang nhượng của mảnh vườn này bác chủ đang đưa ra là 3 tỷ 800 triệu. Có bớt lộc cho quý anh chị mình nhé. Đó, 3 800 triệu cho tổng diện tích nguyên lô 4,8 hecta này mọi người nhé Đường xá di chuyển đến mảnh vườn của mình thì khá là thuận tiện Xe bán tải gầm cao có thể di chuyển đến vườn rất là dễ dàng mọi người này Nói chung đường xá thì rất là bằng đẹp Nhưng mà do đường rẫy mọi người ạ Nên các hộ gia đình ở đây không có ủi lớn ra Chứ còn nếu mà đường mà sửa sang lại thì xe gầm thấp gầm cao di chuyển đến rất là dễ dàng luôn Quý anh chị quan tâm thiện chí đến cái mảnh vườn này thì cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại, số Zalo hiển thị ở góc phải màn hình nhé. Đây là cái khu vực phía bên trên mọi người này, là bác gia chủ đang còn một hecta như thế này là đang để trồng hoa màu. Ngày xưa nói chung cái khu vực này cũng là hồ tiêu đông đặc mọi người ạ. Nhưng qua một thời gian này hồ tiêu có già cỗi đi thì bác có phá để trồng hoa màu canh tác, cải tạo để trồng lại cà phê mọi người nhé. Hiện tại trên đất của mình có 5 đến 60 cây sầu riêng Thái Lan là đang cho thu trái như thế này nha mọi người. Đấy, 3 tỷ 800 triệu cho tổng diện tích nguyên lô hết đất sử dụng của mình là 4,8 hecta Vị trí thì trực thuộc tại thôn 8, thôn 8 xã Đắk Búc So thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông quý anh chị ạ. Nhấn nút đăng ký like là một việc làm rất là dễ dàng đối với quý anh chị nhưng là một cái động lực to lớn đối với em quý anh chị nhé. Nhớ nhấn nút đăng ký chia sẻ để ủng hộ em cũng như là theo dõi những cái VI video sớm nhất. Lựa chọn cho mình một mảnh vườn với tiêu chí mà quý anh chị đang đề ra. Đấy, một mảnh vườn phun kín cây trồng gồm có 3.000 cây cà phê, 1.000 trụ hồ tiêu, 5 cho đến 60 cây sầu riêng và một hecta còn lại là bác gia chủ đang trồng chanh dây như thế này mọi người này. Đó, siêu đẹp luôn. Đấy, khu này là khu ngã ba dân sinh khá là đông đúc mọi người này và đường điện nó nằm ở đây thì quý anh chị kéo vào mảnh vườn của mình rơi vào tầm khoảng 100 mét thôi nhé. Dân cư phân bố khá là đông rồi. Thì đến đây em cũng xin kết thúc video và hẹn gặp lại quý anh chị mình trong những video tiếp theo. Đấy, mảnh vườn của mình nằm ở phía đó mọi người nhé Chỉ cách cái trục đường lớn này khoảng 100 mét thôi Rất là thuận tiện cho quý anh chị mình di chuyển nhé Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi nhà đất Phan Công Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo